Thưa quý vị, nhằm tổ chức tốt các hoạt động phục vụ lễ tân, bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu về dự các hoạt động lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Chiều qua, tổ công tác lễ tân hậu cần do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã họp phân công nhiệm vụ với các thành viên trong tổ. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh có chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu 30 năm khẳng định tiềm năng nâng tầm hội nhập sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 12 tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại cuộc họp tổ công tác lễ tân hậu cần, các thành viên trong tổ đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao. Theo đó, công tác gửi thư mời đã cơ bản hoàn tất. Việc sắp xếp đưa đón, bố trí chỗ ăn nghỉ cho đại biểu và khách mời đã được các đơn vị triển khai chu đáo. Ban tổ chức sẽ xét nghiệm COVID-19 đối với các đại biểu khách mời trước khi tham dự buổi lễ. Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên trong tổ cần có phương án đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm, xét nghiệm cho các đại biểu. Cùng với đó đảm bảo hệ thống điện, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm.